Xin chào các bạn, mình là Nam Gen Kun. Bữa nay mình sẽ đập hộp cái chiếc 725 màu đỏ này cho các bạn xem. Đây, cái thùng này. Này cái cách nghĩ sức đó. Đây đây, bạn thấy chữ leader không? Leader bài. À, leader nha. Cái này là được nhập từ chính hãng á. Phải đơn giản vào đây. Mình lấy chìa khóa nè. Chìa khóa xe em lấy rồi. Chìa khóa xe LED của mình đó nha. Chiếc LED của mình thì mua từ năm 2007 rồi. Giờ cũng được 7 năm rồi, bởi vậy giờ mình chuyển qua mình chơi leader. Ok. Mình vừa mới mở xong cái khung leader. Đây, vẫn là còn những cái miếng mút bong bóng nè. Bong bóng bự nha. Này là hàng xịn mới có bong bóng này nè. Đây, thấy không? Rõ ràng nha. Ok. Đây là cái giai đoạn là quan trọng nè. Bây giờ mình sẽ kéo cái khung này lên. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Đúng là hàng xịn. Nè hiu. Để coi coi. Hai thật. Không có đơn giản đâu nha bạn. Cái khung này là màu đỏ. Thực chất là mình rất là thích màu trắng nhưng màu đỏ tại nó ngầu quá đi. Mình chịu không nổi, mình phải lấy đây. Các bạn có thấy không? Leader. Đâu, quay sát vô. Đó. Còn cái bảo ấy, gọi là cái nắp mà đậy là cái chỗ mà cái cốt yên á. Mã số. Mã số đây, dưới đây là mã số. Thì nó thường nó có cái mã số từng riêng cái khung. Này mã số là 40380, ở trên là 510 nữa. Nhưng bây giờ cái số này á thì nó sẽ trùng như là cái số khung ở trong. Thế mình có thấy đẹp trai không? Ok. Đừng lên đây. Nào bây giờ nào, ok. Quay sát ở đây, thấy không? Mấy bạn thấy mã số này nha. Rồi ok. Đây. 510 40880. Phải không? Bên này nữa nè. Đó là cái số seri. Nếu mà các bạn bị mất cấp á thì lấy cái số này nè, đi ra công an á thì nó tìm không được đâu. Đây, đây là cái phần thun. Còn ở đây. Cầm xin tính kem. Mèo Dương, vô. Dạ. Leader. Cái sừng leader là đau. Chạy. Đau khao. Ok, được, đi ra đi. Ok. Cái này là cái miếng mà hồi nãy là cái lót. Cái miếng lót mút mà bong bóng mà đòn xịn leader. Các bạn có thấy nó khác là những cái miếng bình thường ở Việt Nam không? Nó bự hơn, bong bóng của nó nhiều khí hơn. Ok. Đây, mình đã qua bên nha. À, còn quan trọng này. Phục leader. Ok. À, cái này làm bằng carbon nha mấy bạn. Đừng có giỡn nha. Đồ đồng đào. Wow. Đó. Đây là cái chén và cái cổ. Không, chén này là cái chén dùng cho cái cổ xe đạp nha. Chứ không phải là chén cái cổ của mình. Ok chưa? À, gì trong đây cũng có cái gì nữa nè. Đây, giờ mình sẽ tháo từ từ ra nha. Bữa nay mình bị sổ mũi á. Nói chuyện hơi bị hay, các bạn được thông cảm. Đây. Wow. Đi. Thấy chưa? Rồi, đẹp quá đẹp. Full carbon. Full carbon nha các bạn. Nè, full carbon nè. Carbon. Carbon. Nhớ nha. Còn đây thì làm bằng kim loại quá dữ. Không biết còn là cái gì. Đây là cái gồ gà để đẩy đây nè. Ví dụ không xài thì đẩy gài vậy cho nó đẹp hơn. Đó, đây là cái bộ mà đáng được mơ ước đó bạn ơi. Rồi, chúng ta cái thùng này khung với lại phục. Các bạn có thấy gì không? Các bạn có thấy gì không? Thấy Nam Gen Kun. Mình là Nam Gen Kun và mình vừa mới đọc hộp 725 leader. Xin chào các bạn.